Vâng ạ, chào mọi người ạ. Trong lúc mà chào mọi người, em sẽ check máy kỹ thuật của mình một chút nha. Dạ vâng ạ. Trước khi bắt đầu buổi ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp thắc mắc trên rất là hỗ trợ kỹ thuật. Vâng ạ, thì đầu tiên có câu hỏi đầu tiên từ hôm qua đến giờ em có nhận được một số câu hỏi như thế này ạ. Vâng ạ, thì em sẽ chia sẻ cho các góc độ là một số tính năng, còn anh chị nào có cái giải pháp nào hay hơn thì anh chị cứ việc comment lên nha. Dạ vâng, thì vừa rồi có một anh sinh Nguyễn, anh có hỏi là các bạn cho mình hỏi sao drive client, máy client đã dừng rồi mà tại sao nó còn mới cấp. Vâng ạ, thì hiện tại em đang xem cái lịch của anh á. Em đã thử xem cái lịch của mình rồi thì hiện tại là cái hiện tượng đã ngừng rồi mà tab nó vẫn còn hoạt động. Thì cho em hỏi là anh đã thử anh giúp em là anh in cái link đó luôn nha, xem nó còn hoạt động không. Này em sẽ feedback với hãng rồi trực tiếp sẽ trả lời cho anh có vấn đề này luôn ạ. Đó có hỏi rồi, đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề tiếp theo là anh Thức Thịnh, anh có hỏi là mình có hai vấn đề. Thứ nhất là backup data bằng Outlook đuôi chấm BXT. Tiếp theo là backup desktop như OneDrive về mình download hay tải về OneDrive desktop làm. Ok. Vâng ạ, thì em sẽ giải quyết cho mình từng vấn đề ạ. Đầu tiên là backup cho mình Outlook. Vâng, thì bình thường cái Outlook nó cái file Outlook nó tự nó bật thường xuyên cho nên cái việc mà sơ sinh qua Drive thì không được ạ. Thì thay vào đó là mình sẽ có một số option lựa chọn backup sau. Vâng, sẽ có một số lựa chọn backup sau chứ không có. Đầu tiên là anh chị có thể sử dụng cái gì đơn giản nhất là anh chị có thể sử dụng AT Backup for Business. Vâng, thì cái AT for Backup Business này á, nó giúp cho anh chị backup toàn bộ máy, cũng coi như là những cái dung lượng ổ đĩa nào mà mình muốn sử dụng. Thì cái việc restore nó cực kỳ đơn giản, bên cạnh đó nó sẽ có một cái gì em sẽ cho mọi người xem chi tiết hơn. Thì cái AT Backup for Business này á, là như đây em đã nói từ buổi tất cả buổi livestream tuần trước á về cái AT for Backup Business này rồi. Vâng, thì để backup được cái file b.bt file Outlook á, thì trên đây nó còn có hỗ trợ cho anh chị, đó chính là cái phần về backup file server. Vâng, đây thì nó backup qua file server, đó chính là qua máy, nếu mà máy Windows thì nó sẽ bật qua cái mà chuẩn là FFmpeg. Thì để được bật được cái FFmpeg này trên server thì mọi người phải chuẩn bị cho em, đó chính là chuẩn của PAX trên Win. Vâng, hoặc là anh chị nếu mà anh chị sử dụng Linux á, thì anh chị có thể sử dụng RC bật bật 22 cho nó. Em có thấy nhiều người đang muốn hỗ trợ cho việc backup cái phần đuôi chấm BT này. Thì ngoài ra thì anh chị nếu mà sử dụng cái file server này nó khó khăn của mình đó, thì anh có chỉ để có thể sử dụng đó backup physical server, nhưng mà mình chỉ backup cái dung lượng ổ đĩa mà mình muốn backup thôi, là cái phân vùng mà cái đuôi chấm BT này sử dụng. Thì coi con này thì qua physical server này thì cái việc restore nó cực kỳ đơn giản. Trong trường hợp bất cứ vấn đề gì á, anh chị có thể trực tiếp vào đây restore vào cái phần mà personal auto này. Vâng, thì nơi đây nó sẽ hiện rõ toàn bộ các đích và toàn bộ những cái dung lượng mà anh chị đã backup. Nó có thể cho mình chọn máy. Vâng, và chọn user, có thể lưu lại tất cả các ngày sắp theo lịch.
nó lưu lại để mình restore. Tiếp theo nữa là có việc mà sử dụng backup desktop. Thì desktop thì anh chị cũng có thể sử dụng được cái tay backup for business này, có desktop luôn cho anh chị luôn. Phần có phần desktop luôn cho anh chị luôn, theo phiên bản, theo ngày, theo giờ. Thì còn ngoài ra nếu anh chị muốn đồng hồ sơ sinh cái chỗ mà phần desktop lên, là anh chị có thể vào đây cấu hình này, vào đây là vào series right. Còn cái phần này desktop này, em sẽ vô cái phần này edit cho anh chị xem. Đây anh chị có thể trực tiếp qua đây anh chị xem cái phần này setup. Thì anh chị lưu ý đừng có tạo, nó phải phải nó sẽ có một cái checklist. Khi mình tạo cái này nó sẽ có một cái checklist, đó chính là tạo một cái folder mới cho thằng Drive client này. Anh chị đừng có checklist vào đó, thay vì đó là anh chị chọn thẳng trực tiếp vào trong cái desktop luôn. Và nó sẽ xuất hiện ra những cái xuất hiện như thế này. Đây là phần desktop của em, những cái này là được đồng bộ rồi, những cái này là đang được đồng bộ đám mây này. Vâng, tiếp theo thì em có nhận được cái một cái sơ đồ của anh Phạm Đoàn để mở sơ đồ cho mọi người xem. Vâng, đây cái sơ đồ. Thì anh có nói là có laptop 3 và laptop 4 của anh là không connect được với NAT. Phải cho em hỏi ở đây là có wifi này hiện tại là nó có cùng, thứ nhất là nó cùng địa chỉ lớp IP không hay là khác. Cái thứ hai nữa là có con wifi này nó có chia VLAN không. Cái thứ ba là wifi nó có isolate không. Vâng, thì để thì nó thấy nhau á, thì anh cho em xem một chút thông tin chi tiết về cái vấn đề này hơn nha. Vì cái vấn đề này nó chỉ liên quan tới có một là con switch hay là có con wifi thôi, chứ nó không có liên quan thì tới nát rồi. Được rồi, thì hôm nay em sẽ chia sẻ về DAM 7.0 về cái việc đó chính là backup dữ liệu và làm việc và cái độ trễ khi gặp vấn đề. Được rồi. Vâng, đầu tiên có thể nói đến là bảo vệ dữ liệu và làm việc xuyên suốt. Thì để đảm bảo cái tính liên tục và làm việc trong trong kinh doanh hay đơn giản là trong những cái máy của chúng ta, thì cần phải bảo vệ dữ liệu. Vâng, quan trọng cực kỳ đối với chúng ta, cái điều đó quan trọng cực kỳ đối với chúng ta. Thì với cái DAS 7.0 này, Serology cung cấp cho chúng ta một cái giải pháp toàn diện, mang lại cái sự đổi mới cho cả hai cái lĩnh vực chính, đó chính là bảo vệ toàn diện và đảm bảo liên tục khi truy cập dữ liệu hay dùng dữ liệu. Vâng, thì cái việc đọc cái điểm nổi bật đầu tiên phải kể đến cái việc là bảo vệ dữ liệu mở rộng. Thì từ dữ liệu bên ngoài thì cũng có thể là sao lưu lên trên NAT, thì thông qua cái thằng AT backup provisioning. Vâng, đây ạ. AT backup provisioning hay là Workspace hay là Microsoft 365. Tiếp theo nữa là cái backup từ NAT qua tất cả các thiết bị khác là thông qua hai backup. Vâng, thông qua hai backup. Đây, em sẽ mở.
Và hơi thông đó thông qua với cấp thì cái việc này hay với cấp năm nay nó sẽ có một cái số tính năng bổ một số tính năng mới, đó chính là đầu tiên là sau lưu cấu hình dịch vụ tích hợp thêm nhiều cái dịch vụ mới trên NAS, tiếp theo nữa là nó giúp mình là không ngừng cái việc làm việc liên tục á sẽ không bị gián đoạn, và nó còn hiện tại nó còn có việc đó chính là giảm tải cái việc gián đoạn của việc sử dụng HA. Vâng, thì IT với cấp for business và phiên bản 7 chấm này nó đã hỗ trợ trên các nền tảng hồi xưa, nó hỗ trợ trên các nền Windows này, Ubuntu này và VMware. Thì trong cái phiên bản 7.0 này nó hỗ trợ thêm đó chính là backup mental của thằng Linux. Vâng, thì giúp cái điều này á là nó sẽ giúp cho anh em công nghệ thông tin hồi xưa có những cái vấn đề về xưa đã có một số anh em hỏi về cái vấn đề đó chính là backup Linux, thì cái phiên bản 7.7 này nó đã cho chúng ta cái việc đó chính là backup Linux. Điều này thật sự rất hay, thì không sử dụng mà dùng lại nữa, sử dụng ứng dụng trực tiếp luôn. Rồi, để em cho mọi người xem cho cách nó trực quan vâng, đây thì hiện tại nó cũng sẽ cho mình đã cấp Linux. Còn ngoài ra cái việc backup Linux còn hỗ trợ cho mình đó chính là SC 7 chấm, hồi xưa là nó không có nha, bây giờ lên phiên bản 7 chấm thì nó sẽ có cho mình hỗ trợ thêm mình backup SC 7.0. Thì đối với là Linux đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình đó chính là backup payment tool, phương pháp gồm khôi phục luôn, không những backup mà còn khôi phục. Thì ngoài ra còn hỗ trợ cho mình đó chính là sau lưng gia tăng bằng cách theo dõi các khối lượng đã thay đổi, cái viết tắt của nó là CPT và tăng có khối lượng lưu trữ tính năng. Đầu tiên với kỹ đấy nó tính năng trùng lặp, thì nó sẽ khử toàn bộ những thứ gì trùng lặp, nó sẽ khử toàn bộ, thì nó nâng cao có khả năng backup nhanh này, với tiếp theo nữa là nâng cao khả năng tràn đầy dung lượng, và nó sẽ sử dụng môi trường OAuth để phục hồi khi thảm họa xảy ra. Thì cái việc mà yêu cầu để sử dụng được cái tính năng này á thì bắt buộc phải được cái Linux này nó sẽ hỗ trợ trên Red Hat này, CentOS, Ubuntu và Florida và một số cái nền tảng khác. Thì anh chị có thể xem trực tiếp trên này để xem nó sẽ có chi tiết về cái nhiều số phần mềm nền tảng rồi, và cái yêu cầu hạn chế của nó là nó sẽ hệ thống file của Linux đó, thì hỗ trợ trên ATX 2, ATX 3 và ATX 4. Ngoài ra nó còn có XFS. Vâng, thì ngoài ra nó còn thêm cái tính năng đó chính là tính năng nén và hỗ trợ mã hóa. Vâng, thì cái tính năng này nó thực sự là nó phát triển trong DLM 7 7 chấm này. Thì đầu tiên là tính năng phải nói tính năng mã hóa là sử dụng chuẩn AIX 256
cấp thiên thì tại cái điểm này sẽ cải thiện toàn bộ tối ưu hóa cái việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Thì cái việc nán có thể tiếp đến cái tỷ lệ nán đó sẽ tiết kiệm cho chúng ta đến 40% dung lượng thực tế. Và cái việc khử trùng duplicate đó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái việc mã hóa và giải nán. Và những cái điều cần biết thì dữ liệu được mã hóa và giải nén cho mỗi cái nhu cầu của anh chị sử dụng, thay vì anh chị cấp mỗi cái tác vụ thì mã hóa và giải nén này nó được bật, bản chất nó sẽ được bật luôn. Bản chất nó sẽ được bật. Còn ngoài ra nó có việc là restore tức thời. Thì cái việc khôi phục tức thời đó nó sẽ cung cấp cho anh chị là một cách trực quan để di chuyển tất cả các máy được khôi phục trên anh chị sử dụng VMware ở trên NAT thì nó có thể sử dụng cho anh chị, đó chính là khôi phục tức thời. Thì môi trường nó khôi phục tức thời đó bao gồm cả AC và Hyper-V, thì thông số kỹ thuật ban đầu để tránh mâu thuẫn dữ liệu trên máy á, là phải được tắt cái máy ảo trên này đi thì mình mới khôi phục được. Và còn có một cái điều hay nữa đây nữa là AT Fabric Cloud Provisioning sẽ hỗ trợ sao lưu Mac OS của mình và DFM của Synology sẽ được phát hành vào năm 2022 này, có thể là vào đầu năm, theo cái thông tin mà em nhận được là vào đầu năm. Thì cái này nó sẽ giúp cho mình là sao lưu toàn bộ và sao lưu payment và có sao lưu file. Và cái điều đặc biệt nữa là nó vẫn có cái sự gia tăng và trùng lặp cho mình luôn, nán và mã hóa dữ liệu. Vâng, thì cái mà support cho cái chỗ và Mac OS với là DKF á, nó thật sự là một cái hay để cho chúng ta thử nghiệm trên này, cho những người nào mà xài MacBook vẫn chưa thể chắc cái sử dụng Time Machine ra thì có thể sử dụng AT Fabric Provisioning. Còn thì còn đối với Hyper Backup vâng thì đối với Hyper Backup là hiện tại sẽ hỗ trợ cho mình thêm nhiều cái gói ứng dụng, nhiều cái gói backup, chẳng hạn ví dụ như là có những cái ứng dụng mà nằm trên NAS, em nói ví dụ như là CMS này, hồi xưa là không có CMS, hay là Synology, Cloud Sensing, UB Copy, vân vân. Anh chị có thể xem trực tiếp cái phần nó sẽ hỗ trợ detail vào trong cái phần này, nó sẽ hỗ trợ cho giúp mình. Thì trong đấy bảy có gói đạt tới thì trong đấy bên bảy nó có một vấn đề hay cho thằng Hyper Backup nữa, đó chính là có cấu hình của DKM có thể sao lưu tự động vào tài khoản Synology của anh chị á, thì được kết nối khi cần được cột, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Signal thì bạn sẽ chọn được cái phiên bản này, phiên bản ngày giờ cấu hình sao lưu của thiết bị mình cần thiết. Vâng, thì cái việc mà ở DRM 7.0 này thì cái việc mà sau Hyper Backup nó sẽ giúp chúng ta backup nhanh và thuận tiện hơn cái phiên bản cũ.
Vâng ạ, thì vừa rồi là em chia sẻ những cái khía cạnh là những cái thay đổi về cái việc bảo vệ dữ liệu trên NAS. Vâng, thì mọi người có câu hỏi gì đặt ra đề ra cho chúng em không ạ? Thì có gì bên em sẽ trả lời trực tiếp ạ. Vâng, thì cái hệ thống sơ đồ của anh Phạm Đoàn á, có gì anh cho em xin chi tiết hơn về cái những cái gì em đã hỏi rồi đó. Anh cái gì anh cho em xin chi tiết hơn nha. Bởi vì em nhìn trong cái mô hình của mình thì em không biết cái con wifi của anh nó hiện tại nó có GVLAN hay hay là nó sử dụng mà isolay không. Để từ đó mình fix từ đó. Không, nó không có vấn đề gì. Vâng, thì em tổng hợp nha là có một số anh chị muốn backup file đuôi qua lúc thì anh chị có thể sử dụng AT backup for business để backup cái file này thì nó sẽ có hai công cụ hỗ trợ cho chị, đó chính là một là backup server, hai là anh chị backup nguyên máy luôn, nhưng mà mình nó cho mình chọn phân vùng ổ đĩa thì cái việc restore nó thật sự nó rất đơn giản. Anh chị có thể yên tâm trong cái việc này. Vâng, có thể backup qua file server. Ở đây nó sẽ ghi view tổng thể ngày nào backup thành công thì nó sẽ view trực tiếp ra, nó sẽ hiện màu hiện rõ cái thông trạng cho mình luôn. Ví dụ như bây đây, nó sẽ hiện rõ cái thông trạng thông báo. Là hiện tại là em đã backup kho mấy cái server và em có thể restore bất cứ lúc nào. Vâng ạ, tức lại buổi chia sẻ của anh em kết thúc thì anh chị em có thể là em có thể là anh chị có thể là đặt câu hỏi trực tiếp với em để dưới lòng luận hoặc là inbox thẳng về trực tiếp của fanpage. Vâng, thì vừa đầu em cũng có nhận một cái câu hỏi của anh Đỗ Nhân ạ. Câu hỏi rất hay ạ. Đó là về cái việc mà sơ sinh. Thì sơ sinh nó đang và của D7.0 nó đang gặp cái vấn đề đó chính là đó. Khi mà nó đầy đủ dung lượng á, đầy dung lượng á, nó sẽ báo về cái việc sơ sinh của mình là nó không thành công. Và nó báo để cho mình có hướng đi tiếp theo. Thì anh Đỗ Nhân đã làm theo cái hướng đi tiếp theo của NAT, đó chính là xóa dọn tại bớt dung lượng để nó có thể sơ sinh đánh lại, nhưng mà lúc anh resume lại á thì nó vẫn không chạy được, cài vào đó anh lại reset NAT thì nó chạy được. Thì hiện tại cái lỗi này em sẽ nhận và em sẽ feedback trực tiếp với họ để xem thử và fix lại trong cái DF 7.0. Em rất cảm ơn về những cái feedback của mình. Con có thể là chào mọi người ạ.